Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành cho bé gái dùng cho mùa hè như thế này. Phần trên thân nón thì mình có tạo các cái đường hở thẳng hàng với nhau này, nó sẽ có cái độ xéo qua một bên ha. Ở phía dưới vành nón thì mình móc các cái mũi móc đơn và có độ xòe vừa phải cho phần vành và có trang trí hoa sáu cánh. Để móc mẫu nón này mình sử dụng sợi fingering nè, sợi này dành cho mùa hè ha. Chất sợi này sẽ có các cái sợi nhỏ chập lại với nhau. Kim móc mình dùng kim móc hai đầu, ở đây ta dùng đầu số 4. Thì đối với cái sợi fingering này nè, cái sợi của nó nhỏ nên các bạn có thể chập đôi cho mình hai cuộn lại, tức là mình sẽ chập đôi hai sợi lại với nhau để mình móc nè. Cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cho mình một cuộn ha, sau đó mình sẽ sử dụng cái lõi bên trong, tức là lõi bên trong nó sẽ có một đầu len như thế này. Đây, ta sẽ chập cái đầu len bên trong và đầu len bên ngoài lại và so sánh hai cái đầu chập này. So sánh với đầu kim ha, thì cái đầu kim của mình nó sẽ to hơn một chút xíu so với hai sợi len chập này nè. Đây, các bạn sẽ so sánh cho mình đầu kim với sợi len như thế này ha. Đầu kim sẽ to hơn sợi len một chút khi chập đôi sợi len lại nha. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách móc. Đầu tiên thì các bạn sẽ chập đôi cho mình sợi len, sau đó tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích, 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Mũi kép đơn thứ nhất, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Đối với sợi fingering này nè, nó sẽ có nhiều cái sợi nhỏ chập lại nên khi móc các bạn sẽ móc cẩn thận cho mình ha, để ta khỏi bị tưa sợi khi móc. Mũi kép đơn thứ năm nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, mũi kép đơn thứ 8, mũi kép đơn thứ 9, kép đơn thứ 10, mũi kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn rồi thì nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại và di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên. Đây là mũi kép đơn đầu tiên thì phía trên là chân móc nè, móc vào đó cho mình một mũi giờ để kết thúc vòng. Gây nên hai xích. Các bạn nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào ha, để cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè, thì mình sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Ở vòng móc thứ hai, tính luôn hai mũi móc xích này là một mũi móc nè, thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng thứ nhất á. Các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đó thêm một mũi kép đơn nữa, là chân móc ta vừa móc mũi giờ ha. Móc vào một mũi kép đơn nè. Như vậy là ở đây mình sẽ có được hai mũi móc, mũi kép đơn và mũi xích này sẽ là hai mũi ha. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc kế bên là chân móc này và móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Như vậy là chân móc này mình cũng có được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng di chuyển kim đến chân kế tiếp và móc cho mình hai mũi kép đơn tương tự vào cùng một chân móc. 1 và 2. Từ đây lên tiếp một mũi móc xích, cũng di chuyển kim đến chân kế bên ha và cũng móc vào hai mũi kép đơn nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha, lên một xích và mỗi chân sẽ là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, thì ta sẽ có được 12 cụm tương tự với nhau như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại, lên một xích nè, sau đó móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc.
lên một xích. Chân kế tiếp hai mũi kép đơn. Sau khi đã móc được vào mỗi chân hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc rồi và cách nhau là một mũi móc xích, thì kết thúc cái vòng này cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở vòng này hai mũi móc xích mình gây nên đầu tiên nè được tính là một mũi móc, thì từ đây các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ hai ha. Đâm kim vào chân móc xích thứ hai và móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Đây các bạn sẽ đính cho mình nè, phía dưới nè. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai thì đâm kim vào mũi thứ hai và móc vào một mũi dời. Từ đây lên hai xích. Như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ hai. Nó sẽ có các cái khoảng trống như thế này ha. Để tiếp tục cái vòng móc thứ ba thì mình cũng tạo cái khoảng trống tương tự như vậy. Nhưng ở đây mình sẽ thêm mũi. Áp dụng cho tất cả các cái vòng móc thì cái mũi móc đầu tiên là hai mũi móc xích này, các cái mũi móc đầu tiên ở mỗi vòng móc thì các bạn sẽ không móc vào cái chân tay móc hai xích đó nữa, mà các bạn di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên á, là chân kế bên này nè, móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây hai mũi kép đơn, móc vào hai mũi kép đơn ha, một và kép đơn thứ hai. Như vậy là ở đây mình sẽ có được 3 mũi móc, tính luôn hai mũi xích đầu tiên nè, 3 mũi và mũi thêm là cái mũi ở phía ngoài nè. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Hai chân móc kế tiếp của cái cụm này thì chân đầu tiên sẽ móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai của cụm là cái chân móc cuối cùng của cụm, móc vào đó hai mũi kép đơn, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là cụm này mình cũng có được 3 mũi móc ha, và ta tăng mũi ở cái chân móc cuối cùng của cụm nè. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và tương tự ha, cụm tiếp theo cũng là hai chân móc nè, thì chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn. Và chân thứ hai sẽ là chân cuối cùng của cụm, hai mũi kép đơn vào đó. Ta được một cụm thứ ba ha, cũng có 3 mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Và chân thứ hai là chân cuối cùng của cụm, móc hai mũi kép đơn. Lên một xích và móc tương tự đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng và tăng mũi ở chân cuối cùng của mỗi cụm nè, thì tức là mỗi cụm của mình sẽ có 3 chân móc ha. Kết thúc vòng móc này cũng lên một mũi móc xích. Sau đó cũng di chuyển kim đến chân móc xích thứ hai của hai mũi móc xích đầu tiên gây nên nè. Đâm kim vào chân móc xích thứ hai đó, móc một mũi dời. Gây nên hai xích. Ta hoàn tất được vòng móc thứ ba nè. Ở vòng móc thứ tư thì cũng tương tự giống như vòng móc thứ ba, tức là cái chân mà mình móc lên hai mũi móc xích này nè, các bạn sẽ không móc vào cái chân đầu tiên đó mà di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ha. Đây móc vào đó một mũi kép đơn nè. Chân móc kế tiếp sẽ là chân cuối cùng của cụm, móc vào đó hai mũi kép đơn, một và hai. Như vậy là cụm này của mình sẽ tăng lên được 4 mũi móc, tính luôn hai mũi xích đầu tiên ha. Ta có 4 mũi hơn cái cụm phía dưới một mũi nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Cụm tiếp theo sẽ là 3 chân móc, thì 3 chân móc này hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn, và chân móc cuối cùng sẽ tăng vào đó cho mình một mũi ha.
Hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp sẽ là chân cuối cùng của cụm, móc vào đó hai mũi kép đơn. Ở đây mình cũng có được 4 mũi móc nè, ta tăng được 1 mũi so với cái cụm ở phía trên ha, và tăng vào chân cuối cùng của cụm nè. Tiếp tục lên một xích. Móc tương tự cho mình cụm tiếp theo cũng vậy. Ba chân thì hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn. Và chân cuối cùng sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Hai chân đầu tiên là mỗi chân là một mũi kép đơn. Chân thứ ba là chân móc cuối cùng của cụm, móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Lên một xích và móc tương tự cho đến hết vòng. Kết thúc vòng móc này sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ hai, móc vào một mũi dời để kết thúc và lên hai xích bắt đầu hàng móc tiếp theo. Làm tương tự, tức là mình sẽ tăng mũi ở cái chân móc cuối cùng của mỗi cụm ha. Các cái chân nằm chính giữa này mỗi chân là một mũi kép đơn nè, còn chân cuối cùng sẽ là hai mũi. Thì lúc này các cái mũi móc của mình nó sẽ có cái độ tăng dần ha. Các bạn sẽ móc đều cho mình cho đến khi ta được cái vòng tròn này, nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cứ lên một xích và móc vào các cái cụm như thế này. Các cái chân nằm ở trong á thì là mỗi chân một mũi, còn tăng mũi ở cái chân phía ngoài ha, là chân cuối cùng của cụm á. Và lưu ý ở cái cụm đầu tiên thì ta sẽ kết thúc vòng móc ở chân thứ hai, và vòng móc tiếp theo thì mình sẽ không móc vào cái chân mà mình móc xích đó nữa. Các bạn cứ làm tương tự cho mình ha. Các cái chân nằm ở bên trong nè, mỗi chân là một mũi kép đơn, từ đầu đến các cái chân bên trong ha. Và cứ gặp cái chân móc cuối cùng của cụm á, là chân móc cuối cùng này nè, thì cứ móc vào đó hai mũi kép đơn. Lên một xích và làm tương tự cho các vòng móc còn lại ha. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 9 hàng móc cho cái vòng tròn của mình ha. Tức là mỗi vòng mình sẽ tăng được 12 mũi móc ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Là mỗi vòng móc ta sẽ tăng được 12 mũi, mỗi cụm sẽ là một mũi nè. Và các cái cụm của mình ở phía trên này nó cũng tăng tương tự ha. Khi tăng như vậy vòng tròn của mình nó có cái độ to ra nè, và lúc này cái vòng tròn này nó đã vừa với vòng đầu của bé rồi. Để tăng hoặc giảm size cho cái mẫu này thì các bạn để ý cho mình nè. Ở cái hàng móc thứ 9 mình chỉ tăng một điểm ở cái cụm đầu tiên thôi nè. Tức là cái cụm này nó sẽ tương tự giống như các cái hàng ở phía trên. Còn những cái cụm còn lại mình không tăng mũi. Đây, thì cái cụm không tăng mũi nó sẽ như thế này ha. Cụm phía trên nè, mỗi chân là một mũi kép đơn từ đầu cho đến cuối, đến chân móc cuối cùng thì là hai mũi kép đơn. Còn cái cụm không tăng ở phía trên nè, thì mình sẽ không móc vào chân đầu tiên ha, móc vào chân thứ hai cho đến cuối, và cuối cùng mình cũng tăng vào đó. Khi gặp đôi cái phần thân nón lại thì cái điểm hở này nó sẽ có cái độ chích qua một bên nè. Đây nó sẽ có cái độ bo nghiêng qua một bên ha. Thì các cái hàng móc phía dưới mình không tăng mũi thì cái điểm này nó sẽ rõ ràng hơn. Cách tăng giảm size ở cái mẫu này nó như thế này nè. Ở cái vòng móc thứ 9 á, mình sẽ tăng một mũi thay vì tăng 12 mũi giống như các cái vòng móc ở phía trên. Thì vòng móc thứ 9 mình chỉ tăng một điểm ở đầu tiên. Đối với những bạn mà muốn tăng nhiều hơn á, thì các bạn có thể tăng và chia đều ở cái vòng tròn này ra ha. Ta có thể móc chia đều ra để cái vòng tròn của mình nó được cân nè. Ở đây mình chỉ tăng ở cụm đầu tiên thôi, còn các cái cụm bên trong mình không tăng mũi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để không tăng mũi ha. Thì khi đã kết thúc được cái hàng móc này nè, ta tiếp tục lên một xích và di chuyển kim đến chân móc xích thứ hai, móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng. Hàng móc này mình không tăng size nên cái cụm đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình như sau ha.
Khi đã giờ được mũi giờ vào chân móc xích thứ hai rồi thì tiếp tục giờ cho mình thêm một mũi móc, tức là mình sẽ giờ vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở đây nè. Các bạn sẽ đưa cho mình kim đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên kế bên cái mũi xích thứ hai á, móc vào đó một mũi giờ. Thì mình sẽ bỏ được một chân móc đầu tiên ở đây ha. Từ đây lên hai mũi móc xích. Chân đầu tiên mình móc mũi giờ vào đó để móc lên hai mũi xích rồi thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái chân kế bên. Móc vào đó một mũi kép đơn ha. Các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn. Các bạn móc tương tự cho đến hết hàng. Mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được các cái mũi kép đơn và đã có giảm một mũi ở điểm đầu tiên rồi nè, giờ một mũi ở đây rồi, thì khi gặp cái chân cuối cùng của cụm ta cũng tăng vào đó một mũi, tức là mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn. Như vậy là số mũi móc của cái cụm này nó sẽ bằng với số mũi móc của cái cụm ở bên trên nè, tổng số mũi móc nó sẽ bằng nhau ha. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và giảm tiếp cái cụm thứ hai. Ở cái cụm kế tiếp là cái cụm của vòng móc thứ 9 mà mình không tăng mũi cho các cái cụm chính giữa nè. Đây thì nó cũng có số mũi móc bằng với số mũi móc của cái cụm ở bên trên ha. Và cái cụm móc nằm ở chính giữa này nó sẽ dễ hơn so với cái cụm đầu tiên ở mỗi vòng. Nó sẽ tạo ra cái đường hở này, nó sẽ có cái độ bo cong nè. Thì các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên ha, mà ta di chuyển kim đến chân thứ hai móc vào một mũi kép đơn nè. Đây, cái khoảng hở này nó sẽ có cái độ rộng hơn so với các cái khoảng hở bên trên ha. Ta cũng bỏ được một mũi đầu tiên thì các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn. Có được các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc rồi và bỏ qua chân đầu tiên rồi ha, thì ta sẽ còn hai mũi móc nữa để bằng với số mũi móc ở bên trên. Ta cũng tăng mũi vào chân cuối cùng của cụm, móc vào hai mũi kép đơn nè. Như vậy là số mũi móc của cái hàng móc phía dưới này nó sẽ bằng với cái cụm ở bên trên ha, nó sẽ có tổng số mũi móc bằng nhau. Và cái cụm không tăng mũi này các bạn sẽ áp dụng cho mình ở cái vòng móc thứ 9 á, tức là mình sẽ có xen kẽ cụm tăng và cụm không tăng nè. Ở mẫu này thì mình chỉ tăng ở một cụm thôi cho nên các cái cụm còn lại không tăng. Thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cụm tăng và cụm không tăng. Và ở mỗi cụm nó sẽ cách nhau là một mũi xích như thế này ha. Sau đó từ đây sẽ móc tương tự cho mình các cái cụm còn lại cho đến hết. Lên một xích nè. Cụm không tăng thì bỏ qua chân đầu tiên ha. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân cũng là một mũi kép đơn. Đến chân cuối cùng thì sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân cuối cùng. Lên một xích, tương tự cho các cái cụm tiếp theo ha. Sau đó từ đây sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc á, hàng móc không tăng mũi cho đến khi chiều dài từ đỉnh xuống cái hàng móc thêm cuối cùng nó bằng đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng. Cứ móc cho mình các cái cụm không tăng như thế này. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc không tăng mũi thì lúc này cái phần thân nón của mình nó đã có cái chiều dài bằng đến cái phần tay của bé rồi nè. Cái độ sâu của nón đã bằng từ đỉnh đầu cho đến phần tay rồi. Thì kết thúc vòng móc cuối cùng này cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó cũng đâm kim vào chân móc xích thứ hai đầu tiên á, đây. Chân móc xích thứ hai này đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Gây nên một xích. Kéo và cắt len.
Như vậy là mình hoàn tất phần thân nón ha. Độ rộng của phần thân nón bên trong nè đã vừa với vòng đầu của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc phần vành. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một sợi len màu khác. Và từ sợi len này nè, mình sẽ tiến hành tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã tạo được một nút cho cái mũi móc của mình rồi, thì các bạn di chuyển kim đến cái phần thân nón và ở cái chân móc mà mình kết thúc của cái vòng móc cuối cùng ở thân nón á. Đây là chân móc mình kết thúc nè. Phía trước nó là chân móc ta móc mũi dời vào đó. Thì các bạn đâm kim vào cái chân ở phía sau ha, cái khoảng trống ở phía sau. Sau đó mình kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Đẩy cho mình cái sợi len màu trắng qua bên ha. Để mình tiện giấu len nè. Móc lên một xích. Sợi len màu trắng mình sẽ giấu vào trong các cái mũi móc cuối cùng của hàng móc này. Và cái sợi len màu hồng này mình sẽ giấu ở các chân móc đầu tiên. Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên. Bỏ qua cái mũi móc xích ha. Móc xích thứ hai thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nè. Móc vào đó một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn nè. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len màu hồng vào trong mũi móc nha. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Cứ móc lần lượt cho mình các cái chân móc kế tiếp ha. Đây sợi len thừa khi giấu vào trong mũi móc nó sẽ như thế này nè. Để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cái khoảng trống giữa hai cái cụm với nhau á, là cái khoảng trống mũi móc xích này nè, thì các bạn có thể móc vào chân móc của mũi móc xích cũng được, hoặc ta móc luôn vào cái khoảng trống cũng được ha. Thì ở đây mình sẽ móc luôn vào khoảng trống này, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các cái cụm tiếp theo. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì cái khoảng trống mà mình bắt đầu móc ở đây nè, các bạn sẽ không móc vào đó nữa, mà ta sẽ di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Sau đó gây nên một xích. Thì mình hoàn tất được vòng móc đầu tiên ha, viền lại nè. Ở vòng móc thứ hai mình sẽ tiến hành tăng mũi. Thì cái cách tăng mũi ở vòng móc thứ hai các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng. Hàng móc tăng 12 mũi cuối cùng của cái hàng phía trên ha. Thì đây là cái hàng móc tăng 12 mũi cuối cùng nè. Mỗi cụm của mình nó sẽ có được 8 mũi móc. Đây, 8 mũi móc như thế này nè. 6 chân đầu tiên, mỗi chân là 1 mũi và chân thứ 7 sẽ là 2 mũi. Đây. Đây là cụm tăng mũi cuối cùng ha. 6 chân đầu tiên, mỗi chân là 1 mũi. 3 4 5 và 6 nè. Chân thứ 7 sẽ móc vào đó 2 mũi, tức là mình tăng vào chân thứ 7. Thì ở cái hàng vành đầu tiên, các bạn cũng tăng cho mình vào chân móc thứ 7. Khi gây nên một xích rồi thì móc vào 6 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Nó cũng tương tự giống như là cái hàng tăng cuối cùng á. 6 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời một mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Được 6 mũi móc đơn cho 6 chân móc đầu tiên rồi, thì chân thứ 7 mình sẽ tăng vào đó một mũi, tức là ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc.
Như vậy là mình sẽ có được một cụm chân móc như thế này gồm 8 mũi. Thì nó sẽ bằng với số mũi móc mà ta tăng của cái cụm tăng cuối cùng ở phía trên á. Thì các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. 6 chân đầu tiên mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai nè. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Chân thứ bảy mình sẽ tăng vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2, làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Khi đã được một hàng tăng rồi thì hai hàng móc kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi cho mình, tức là ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn ha. Mình sẽ không tăng mũi cho hai vòng móc tiếp theo. Các bạn sẽ móc cho mình đều ở hai vòng móc tiếp theo này. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh một mũi móc đơn và tương tự cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Và thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã tăng lên được hai hàng móc và hai hàng móc này ta không tăng mũi nè, nó đều nhau, thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành tăng mũi. Kết thúc hàng móc này sẽ đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích. Thì phần vành của mình đã có được 4 hàng móc nè. Một hàng móc đầu tiên là hàng móc ta viền lại toàn bộ. Hàng móc thứ hai là hàng móc ta thêm mũi. Hai hàng móc kế tiếp không tăng mũi. Thì hàng móc kế tiếp nữa các bạn sẽ tăng mũi cho mình ha. Hàng móc đầu tiên mà mình tăng ở cái phần vành này, ta tăng vào chân móc thứ 7 nè. Đây, tăng vào chân móc thứ 7 có 2 mũi móc đơn, thì hàng móc kế tiếp ta sẽ tăng vào chân thứ 8. Ở đây mình có 6 chân, mỗi chân là một mũi. Đến chân thứ 7 mình tăng thì cái hàng móc này mình sẽ có 7 chân ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn nè. 1, chân móc thứ 2, móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3, mũi móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5, móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Hàng phía dưới mình tăng mũi vào chân móc thứ 7 thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 8, 2 mũi móc đơn. Đây thì mình sẽ có được một cụm như thế này ha, tăng mũi vào chân móc thứ 8. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Ta sẽ tăng mũi vào chân móc thứ 8 ha. Cứ đếm cho mình đến khi có cái chân móc thứ 8 thì sẽ tăng mũi vào đó. Sau đó sẽ thêm cho mình hai hàng móc không tăng mũi. Và tiếp tục hàng móc tăng mũi và hai hàng móc không tăng mũi. Thì hàng móc tăng mũi tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình vào chân thứ 9. Rồi tiếp tục là chân thứ 10, chân thứ 11 vân vân. Cho đến khi cái phần vành này nè, nó vừa đủ cái độ rộng để mình che được cái phần trán của bé thì các bạn ngưng nha. Cụm này của mình nè, 7 chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Và chân thứ 8 là hai mũi móc đơn ha. Đối với phần vành này thì cái độ rộng tùy thuộc vào sở thích của mỗi người ha. Các bạn cứ tăng cho mình một hàng thêm và hai hàng không thêm, một hàng thêm hai hàng không thêm cho đến khi đạt được độ rộng nhất định. Đây, được 7 mũi rồi thì chân thứ 8 tăng vào đó nè. Sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng, thêm hai hàng không tăng mũi và tiếp tục làm tương tự. Ở đây đối với phần vành mình đã móc được tổng cộng là 10 hàng móc và nó đã có cái độ rộng trung bình như thế này rồi. Lúc này thì các bạn sẽ thấy ha, các cái đường hở ở bên trên thân nón nó sẽ có cái độ cong chích sang phải một hướng nè. Và cái phần vành của mình nó đã có cái độ rộng nhất định rồi. Và để cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn á, thì ở đây mình có trang trí một mẫu hoa 6 cánh như thế này.
Thì mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link ở phần mô tả để tham khảo ha. Hoặc là trang trí cho mình nhiều họa tiết khác cho thân nón của mình. Chúc các bạn thành công!